độ cao lý tưởng của một máy bay thương mại vào khoảng 10.600 đến 12.800 mét, tức gần gấp 1,5 lần chiều cao của nóc nhà thế giới, đỉnh Everest. Nhiệt độ ở độ cao này vào khoảng âm 40 đến âm 54 độ C. Đến đây, bạn có thể liên tưởng đến mùa đông của cư dân thành phố Yakutsk ở vùng viễn đông của nước Nga. Đây là cao độ cao nhất trên mặt đất mà đại đa số chúng ta có thể tiếp cận. Như vậy, còn bên dưới đại dương thì sao? Nằm ở phía tây Thái Bình Dương, rãnh Mariana với độ sâu gần 11 km là hẻm núi sâu nhất dưới biển mà con người từng biết đến. Nơi đây không có ánh sáng mặt trời và có một cái áp suất khủng khiếp, 1.100 atmosphere, tức gấp 1.100 lần áp suất khí quyển. Điều này tương đương với việc hơn hai chiếc máy bay phản lực Aero L-39 đặt trên đầu ngón tay của bạn, đồng nghĩa với hơn 7,2 tấn trên một inch vuông. Áp suất này đủ để nghiền nát bạn. Vào những năm 1960, lần đầu tiên sau nhiều lần gia cố và cải tiến trước điều kiện áp suất cực cao, tàu GST đã đưa con người lần đầu tiên xuống đáy đại dương sau gần 5 tiếng với tốc độ lặn khoảng 1 mét trên giây. Và các nhà thám hiểm đã ở lại và khám phá đáy biển 20 phút trước khi ngồi lên mặt nước. Tuy nhiên sau đó, công cuộc nghiên cứu đại dương lại không được chú tâm nhiều bằng việc khám phá vũ trụ và đưa con người lên mặt trăng. Cũng như chi phí để thấy được dưới đáy đại dương có vài loài giáp xác và vài loài cá là quá đắt đỏ để nghiên cứu. Chi phí cho lần lặn tương tự như vậy vào ngày nay tương đương với 100 triệu đô la Mỹ. Và điều này đã làm nản lòng các nhà đầu tư. Đến nay, mới chỉ có 4 người đã xuống khám phá rãnh Mariana, trong khi gấp 3 lần số đó đã đến viếng thăm mặt trăng. Bản đồ trên sao Hỏa thậm chí còn rõ và chi tiết hơn bản đồ dưới đáy đại dương. Chúng ta biết rất ít về hệ thống lớn nhất của trái đất. Và đó cũng chính là câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Đại dương sâu thẳm. Vào buổi sơ khai của trái đất, khoảng 3,8 tỷ năm trước, hệ thống tỷ quyển lớn nhất trên hành tinh đã có thể tích như hiện tại. 97% lượng nước trên trái đất thuộc về biển và phần lớn trong số đó nằm ở Thái Bình Dương. Thái Bình Dương chiếm hơn một nửa lượng nước biển với gần 51,6%, Đại Tây Dương chiếm gần 23,6% và Ấn Độ Dương là 21,2%. Còn lại 3,6% là thuộc về các đại dương khác. Độ sâu trung bình của các đại dương là gần 4 km. Trong đó, trung bình Thái Bình Dương sâu hơn Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương 300m và đổi lại, Đại Tây Dương lại mặn hơn Thái Bình Dương. Phần đại dương có độ sâu bằng chiều cao hai lần tháp Burj Khalifa, chiếm tới 60% diện tích bề mặt. Với sự xuất hiện đến 97% như vậy, có thể nói hành tinh của chúng ta thuộc về biển. Và như vậy, phần lớn hành tinh của chúng ta đều chìm trong bóng tối bởi vì ánh sáng không thể xuyên qua được 1.000 mét nước, mà độ sâu trung bình của các đại dương là gần 4 km. Sẽ ra sao nếu mực nước biển ở tất cả các đại dương dâng lên thêm 60 mét? Đó chính là kết quả nếu như 90% băng trên hành tinh ở Nam Cực và Greenland tan hết, ước tính vào khoảng 6 triệu dặm khối. Phần lớn nước biển đều độc hại vì chứa muối. Chúng ta rất cần muối nhưng là một lượng rất nhỏ, trong khi nước biển lại chứa quá nhiều, gấp 70 lần mức mà con người có thể chuyển hóa an toàn. Một lít nước biển thường sẽ chứa khoảng 2,5 muỗng cà phê muối ăn, thứ mà chúng ta thường dùng để nấu ăn hàng ngày, và hàm lượng các nguyên tố, hợp chất và chất rắn không tan khác, gọi chung là muối. Khi bạn nạp quá nhiều muối, cơ chế của tế bào sẽ điều động các phân tử nước đi pha loãng lượng muối gia tăng đột ngột, từ đó dẫn đến tế bào mất nước. Trong những trường hợp nghiêm trọng có thể gây tổn thương não. Vì thế, chúng ta không uống nước biển. Có rất nhiều muối trong biển. Nếu được chiết xuất và mang lên mặt đất, lượng muối này đủ để tạo ra một lớp phủ dày, chôn vùi một tòa nhà cao 42 tầng và trải đều khắp các lục địa. Đại dương rất mênh mông là thế, tuy nhiên lại không phải nơi nào cũng phong phú hệ sinh thái tự nhiên. Đa số các loài thủy sinh sống ở các vùng nước nông, nơi có hơi ấm, ánh sáng và thức ăn hữu cơ. Chưa đến 10% diện tích biển có điều kiện dồi dào như vậy. Ví dụ, các rạn san hô chỉ chiếm 1% không gian của biển, nhưng lại là ngôi nhà của 25% các loài cá. Nước Úc với 36.735 km đường bờ biển và có 23 triệu km vuông mặt biển lại không thuộc top các quốc gia đứng đầu về ngư nghiệp. Lý giải cho điều này là do đa phần biển ở Úc mang tính chất như trên đất liền là một dạng sa mạc và các dòng sông đổ ra biển mang theo rất ít chất dinh dưỡng.
Theo ước tính, có thể có tới 31,5 triệu loài sinh vật đang sống trên trái đất, nhưng đã có đến gần 30 triệu loài sống dưới biển. Tương đương có đến 95% các sinh vật sống đang ở dưới nước và 2/3 trong số chúng chưa được phát hiện. Chúng ta sẵn sàng cho sự xuất hiện của loài mực khổng lồ, cá nhà táng và các loại cá kỳ lạ khác. Chúng ta khám phá chưa tới 5% các đại dương trên hành tinh. Tại rãnh nước sâu nhất trên thế giới, rãnh Mariana lại là lãnh địa của loài Amphibos, một loài giáp xác giống tôm nhưng trong suốt. Đại dương của chúng ta còn có một kho báu khổng lồ. Ước tính có đến 20 triệu tấn vàng trong đại dương và chúng rải rác khắp mọi nơi. Nếu số vàng này được khai thác và đem lên mặt đất thì đủ để mỗi người trên trái đất của chúng ta cầm trên tay 4 ký vàng. Đại dương còn được coi là lá phổi của hành tinh bởi nó cung cấp đến 70% lượng oxy cho toàn bộ trái đất, đa số oxy do tàu biển tạo nên. Ngoài ra, môi trường biển và đại dương còn cung cấp cho lục địa một lượng hơi nước rất lớn sinh ra mưa để duy trì cuộc sống của con người, sinh vật trên trái đất và có tác dụng điều hòa khí hậu. Đại dương còn là kho tài nguyên vô tận với rất nhiều loài động, thực vật, cung cấp một lượng lớn khoáng sản, khoáng chất, đặc biệt là dầu khí, năng lượng gió và thủy triều. Biển và đại dương còn là con đường giao thông vận tải quan trọng. Khối lượng vận tải của đại dương lớn hơn bất kỳ phương tiện nào khác trên không và trên lục địa. Thực tế đã chứng minh, biển và đại dương có ý nghĩa quyết định đối với sự mạnh hay yếu của một quốc gia. Các quốc gia có kinh tế phát triển là các quốc gia có hệ thống cảng biển hiện đại và sầm uất. Người ta cho rằng, vì đại dương mênh mông và vĩ đại như vậy, nên những tác động của việc xả thải xuống biển sẽ chỉ như muối bỏ bể. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Các đại dương đang hấp hối và hậu quả sẽ là toàn bộ hệ sinh thái biển bị đe dọa. Ô nhiễm nguồn nước thải ra biển, bên cạnh việc xả rác chất thải rắn, rò rỉ dầu hay các sự cố tràn dầu của các tàu thuyền là nguyên nhân của 90% nguồn ô nhiễm. Trong chất thải rắn thì nhựa là nguy hiểm nhất vì đặc tính không dễ bị phân hủy và thường được các sinh vật biển xem là thức ăn. Dù là vậy, nhưng rác thải nhựa vẫn chiếm đến 50-80% lượng rác thải ra biển. Đại dương quan trọng như vậy, chúng ta với năng lực giới hạn của mình, hãy chung sức để tạo ra một giá trị vô hạn. Hãy vì sự bình vững của biển cả, nâng cao nhận thức, quan tâm gắn bó loài người và đại dương. Qua đó, chung tay bảo vệ hệ thống thủy quyển lớn nhất của sự sống trên trái đất. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Mr. Clark. Đừng quên ấn like và share nếu bạn cảm thấy có nhiều thông tin thú vị và bổ ích. Và hãy nhấn đăng ký để xem thêm những video mới từ team. Và cuối cùng, hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn có ý kiến khác. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.